của anh Quệt đó, anh Quệt ở trong thầy trà đang lên cái cầu đó. Ơi wow, mới chết luôn nha các bạn. À, giờ mình chạy theo chiếc máy để xuống xe và xuống vào luôn nha các bạn. Hiện tại thì đang về chủ nha, chủ mới đây, Kubota mới luôn ít cha. Bữa nay giao mấy máy? Rồi một máy ha. Hôm nay mình hỏi mấy anh giao xe bữa nay giao. Wow, nhớt còn nhóc hết trơn các bạn ơi, đồ quá đồ luôn nè. Cơ sở Hoàng Giang mua tặng đồ quá trời luôn, hai thùng nhớt các bạn. Rồi vậy thì cứ chạy xuống thôi. Rồi các bạn cùng xem nha. Ê ê thầy cha, à, bánh này nặng ghê các bạn. Ngẩng đầu xe lên luôn nè. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Các bạn, hôm nay mình sẽ quay chiếc máy Kubota DC93X nha. Rồi, chiếc máy này thì của cơ sở Hoàng Giang. Ở hiện tại thì đang chạy giao cho khách nha các bạn. Rồi, hôm nay thì nó là ngay mình quay chiếc máy này thì của anh Huệ. À, anh Huệ ở trong ai cha đang lên dốc cầu mà ơi. Wow, mới chát luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình chạy theo chiếc máy để xuống xe và xuống phà luôn nha các bạn. À, hiện tại thì đang về chủ nha, chủ mới cái Kubota mới luôn ít cha, đời 2021. Thì hồi theo mình biết thì cái này thì đời 2021 tới bây giờ, nhưng mình cũng chưa có biết là 2022 nó sẽ ra sao các bạn. Thì dòng này thì nó đã là đỉnh tốc độ rồi ít cha. Rồi gần tới bến nè, chắc gần tới bãi các bạn, cơ sở của Hoàng Giang đây thì của anh Huệ ở Thạnh Phú các bạn. Mà xích chồng tí nữa mới tới. Đó, tới đây các bạn. Xích đẳng á, phà anh đậu đâu đẳng á. Rồi mình chạy trước luôn nha các bạn. Rồi, đây. À, đâu đây các bạn. À, bây giờ anh em là xuống đây rồi, phà mình đậu chờ sẵn luôn nha. À, chủ và tài xế đó ở đây lự chân luôn nè, chủ và tài xế luôn ngồi chờ máy các bạn ơi, máy mới mừng quá. Rồi các bạn đã tới điểm nha. Rồi, bây giờ mấy anh em tranh thủ để xuống máy nha các bạn. Hết hồn nó mới các bạn ơi, nó mới mà nó bóng. Rồi đây thì cơ sở của Hoàng Giang nha các bạn. Quá trời. Dạ. Quay thêm luôn hả? Dạ dạ. Kề nè các bạn. Kề vỏ xe luôn ha. Vậy để cho nó an toàn đó các bạn. Để nó không có chạy nè kìa. Các bạn.
đây thì anh em đang hạ cảo nha. Bữa nay giao mấy máy? Rồi. Một máy ha. Hôm nay mình hỏi mấy anh giao xe, bữa nay giao chỉ có một máy à các bạn. Hết hồn mới luôn. Số rồi bạn. Phức mùi nước sơn. Đấy, tiếp tục anh em đang hạ khẩu. Wow, nhớ còn nhóc hết trơn các bạn ơi, đồ quá đồ luôn nè. Cơ sở Hoàng Giang mua tặng đồ quá trời luôn. Hai thùng nhớt các bạn, cái này cái thì chắc thùng động cơ, cái thùng trợ lực. Anh em đang đang hạ mấy cái cạn các bạn. Quay này lại rồi. Rồi lại luôn mới chịu. Có ai xem chưa? Có người xem ha. Đây tài xế nha các bạn. Tài xế 93 luôn đó. Tài xế 93 luôn. Còn đây thì anh chủ máy nha các bạn, anh Huệ nè. Các bạn thấy anh Huệ cũng quen mặt dữ lắm chưa? Đó giờ mình quay ảnh cũng nhiều lắm. Hiện tại ảnh là 3-4 cây á. Đó bây giờ ảnh mua thêm cây 93 này nữa là hình như là ảnh ảnh 4 cây đó các bạn. 100 lẻ, một cây 100 lẻ và một cây 68 rồi cây 70 nữa. Đó giờ ảnh là chuẩn bị ảnh đang mua về một cây 93. Ít chà. 21. Mấy anh em đang xuống nha các bạn. Các bạn. Rồi, vậy thì cứ chạy xuống thôi. Rồi, các bạn nhân được cùng xem nha. Rồi, tiếp tục chạy xuống nha các bạn. Rồi, đang chạy xuống nha các bạn. Xuống nha các bạn. Ê, ê, ai cha. Đá tính là nặng ghê các bạn. Cổng đầu xe lên luôn rồi. Rồi, xuống ngay vậy thì bữa nha các bạn. Anh giống là đi ghê ha.
nói thì anh Huệ chuyến này ảnh mua xong rồi thì về ảnh cũng là lên hàm nha các bạn. Anh lên hàm gọi là anh chạy động luôn. Thì mình cũng canh tới bữa nào mà ảnh khai trương thì tiếp tục mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi xong nha. Rồi đây các bạn, chuẩn bị xuống phà. Xin tấm hình kìa chủ ơi. Anh Huệ đâu kia, anh Huệ cho anh chụp hình với cái máy. Là đã nhận hàng. Đứng xin tấm hình kìa. Ừ đứng đứng cho máy đi, tao xin tấm hình kìa. Cũng như tao chụp để về có chứng cớ để nhận máy gì đó. Rồi trải nghiệm máy mới nha các bạn. Rồi để mình quay sơ lược vòng vòng cho các bạn xem. Đó, thì trước mắt thì thấy được là hai cái thùng nhớt ha. Đó, cái thùng mà trợ lực và thùng nhớt bơm. Rồi tiếp theo là cái gì nữa ta? Ồ, ở đây thì có nguyên cái vật liệu thùng nè, mà không biết cái gì nha các bạn. Ờ chắc đầy đủ cái này thì theo mình độ y đây nè. Có cái bảng nè. Còn mình không thấy rõ nè. Ồ, còn đây nữa nè các bạn. Đó. Đây là đồ theo máy nha. Cái này thì chắc thước cắt các bạn. Để trong anh. Lọc để trong thùng anh. Cái này thì thước cắt thì trong thùng này thì đồ dụng cụ theo máy. Máy gì mà nó mới dữ vậy ta, không thấy cũ trời. Ừ gan cái máy mới luôn ha, quá đã các bạn. Ít cha 2021 nha. Đây gai nè các bạn. Đây số này ha. Này là 5 tấc rưỡi nha. Đó, 5 tấc 50 là như 5 tấc rưỡi đó các bạn, bề ngang. Đây bề dài. Ha. Bề dài 58 gai. Đây các bạn. Bề dài 58 gai nha. Gai này là 58. Cũng như 90 nó nhân cho 58 90 là cái độ dài ở dưới đó là 58 gai. Ben 93 mà đâu phải 100 đâu Ben. Ừ. 93. Hàng trước kìa có Ben hàng ra coi đi. 93 đâu có Ben. Thì đồ mới thì các bạn cũng đã biết rồi ha. Đó thì nói chung mới thì bạn cũng đã hiểu thì nó còn nguyên thủy y thinh hết trơn. Thì bây giờ về thì nếu như anh em làm trong nghề thì về bắt đầu mình sẽ tăng trang, mình sẽ làm theo cái ý của mình đó. Nếu mình binh tốc độ lên thì mình binh lên, và gần thì có thể mình nối lên, hay là mình thay gần lứ hay lỗ gì đó các bạn. Còn hiện tại nó thì gần riêng thì gần xương cá các bạn cũng đã biết rồi. À, thì thôi mình cứ quay sơ lược một tí xíu bao nhiêu để thưởng thức cái mùi của máy mới. Chứ nó thì cũng như nhau thôi nha các bạn. Mới thì chát luôn. Có đó hai cái ốc mùi này nè. Tại tính tháo cái mùi về cho dễ đi mà. Rồi.
Còn đây, đây đây theo cái lọc nữa nè các bạn. Cái lọc máy cu ta luôn nha. Đó. Đây thì đồ theo, quà tặng nữa nè. Cái này tặng hay mua vậy? Tặng ờ. Cái này tặng quà dịch quay số 1 luôn. À, ghê không? Cái này có cơ sở Hoàng Giang mua máy tặng nha các bạn. À, dịch quay. Rồi trong đây cũng một bộ đồ tặng nữa nè. Trời. Quay luôn. Dịch quay luôn á. Biết chi không? Về mình cúng khai trương. Cúng khai trương luôn. Này có nó không? Không có hả? Có việc tỉnh. Có. Quay. Có quay. Quay.